Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta qua một nội dung khá quan trọng cũng như là thú vị, đó là nhân liên hợp trong tính giới hạn dãy số và sau này tính giới hạn hàm số. Thầy nhấn mạnh lại đây gần như là bài quan trọng nhất trong cái phần là giới hạn dãy số cũng như là giới hạn hàm số. Đầu tiên chúng ta đi vào yêu cầu là đối với một bài tính giới hạn thì trước tiên chúng ta phải nhận dạng nó trước, xem thử nó là dạng nào. Chúng ta cần nhân liên hợp hay là chúng ta sử dụng là chúng ta rút. Nếu là chúng ta xác định nhân liên hợp thì chúng ta sẽ nắm hai cái hằng thức đáng nhớ, đó là a bình trừ b bình, đó là bậc 2, và a mũ 3 trừ b mũ 3, cũng như là a mũ 3 cộng b mũ 3. Đây là những cái yêu cầu căn bản nhất trước khi chúng ta đi vào việc tính giới hạn. Chúng ta lướt qua các bài tập ngày hôm nay chúng ta xử lý xem thử nó là những dạng nào. Chúng ta có khá nhiều bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua thử. Và thầy cũng lưu ý với các em là thầy đang làm theo kiểu tự luận và hướng tới trắc nghiệm. Bởi vì chúng ta đổi mới theo phương pháp thi trắc nghiệm nên đương nhiên cái đích cuối cùng cũng là làm trắc nghiệm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta học một cách sơ sài. Đầu tiên chúng ta cũng phải lấy tự luận làm căn bản. Khi chúng ta có căn bản rồi thì chuyển qua trắc nghiệm, chúng ta cộng thêm những mẹo vặt, những thủ thuật Casio vân vân thì xử lý trắc nghiệm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu. Câu 12. Đây là căn trừ căn. Tương tự 13. Câu 14. Đa phần ngày hôm nay chúng ta sẽ xử lý những bài chứa căn. Thầy nhấn mạnh lại cái khi nãy, tức là chúng ta phải nhận dạng trước khi làm bài. Thầy lấy ví dụ đơn giản như chỉ cần là câu số 12A chẳng hạn. Nếu chúng ta nhận dạng đây là dạng vô cùng trừ vô cùng, nó không cùng bậc, thì khi đó chúng ta không còn phải nhân liên hợp. Mà bài này nếu làm tự luận thì chúng ta chỉ cần rút, nếu làm trắc nghiệm thì chúng ta có thể là thấy ngay bài này đáp số nó là âm vô cùng. Ví dụ bây giờ thầy có thể xử lý bài này như sau. Đầu tiên là nếu mà trắc nghiệm thì chúng ta để ý đến vấn đề gì, và tự luận thì chúng ta làm như thế nào. Nếu trắc nghiệm thì chút nữa thầy sẽ nói đáp số này là âm vô cùng. Chúng ta nhìn vào chỗ nào để chúng ta biết ngay đó là đáp số. Đầu tiên thầy xử lý theo kiểu tự luận. Đây là dạng vô cùng trừ vô cùng. Ở video trước thầy có nói khi nó cùng bậc và cùng hệ số thì chúng ta mới nhân liên hợp, còn lại là chúng ta chỉ cần rút là chúng ta giải quyết ngay. Ở trước căn bậc 2 của n bình thì là bậc 1, trong khi ở phía sau đây là căn bậc 2 của n mũ 3, thì rõ ràng n mũ 3 mà khi rút ra khỏi căn nó là n căn n thì đương nhiên nó không phải là bậc 1. Thì ở đây chúng ta chỉ cần rút ra như sau. Chúng ta rút n bình ra khỏi căn là n 4 cộng 1 chia cho n trừ 1 chia cho n bình. Ở đây chúng ta rút n mũ 3 ra khỏi căn, nó là n căn n. Thì còn lại bên trong nó là 8. Trừ 2 chia cho n bình. Cộng 3 chia cho n mũ 3. Thì tới đây chúng ta rút cả
N căn N ra ngoài. Thì chúng ta còn lại là 1 chia cho căn N nhân cho căn bậc 2, 4 cộng cho 1 trên N trừ 1 chia N bình. Phía sau là trừ căn bậc 2 của 8 trừ cho cái khúc sau. Ở đây thiếu căn N nên chúng ta mới chia cho 1 và mới chia cho căn N. Thì rõ ràng ở đây chúng ta nhìn thấy ngay N căn N tiến tới vô cùng. Biểu thức này nó sẽ tiến tới 0. Biểu thức phía sau nó sẽ tiến tới là trừ căn 8, tức là số âm. Như vậy kể cộng phía sau là số âm. Số âm nhân cho dương vô cùng thì giới hạn của nó sẽ là âm vô cùng. Bài này chúng ta đang làm theo kiểu tự luận rút như thế này. Nhưng mà nếu nói về trắc nghiệm thì chúng ta nhìn vào chỗ nào để chúng ta thấy, thì rõ ràng nó không cùng bậc. Ở phía sau này bậc nó lớn hơn. Như vậy thực chất cái giới hạn này nó chính là giới hạn của trừ căn bậc 2 của 8n mũ 3, chính là cái khúc này. Rõ ràng là âm vô cùng. Chúng ta giải quyết xong câu A. Thì qua câu A này, chúng ta nhân liên hợp được hay không? Thầy nói nhân liên hợp cỡ câu A này hoàn toàn được. Nhưng cái điều nó vất vả hơn. Và đương nhiên nó không có nhanh bằng chúng ta rút trực tiếp như thế này. Thì qua câu A, chúng ta thấy rằng cái việc nhận dạng trước khi làm các bài toán giới hạn là nó rất quan trọng. Nhanh hay chậm là do chúng ta nhận dạng, chúng ta xử lý. Chúng ta tiếp tục câu B chẳng hạn, cũng là dạng vô cùng trừ vô cùng. Rõ ràng ở trước là N, ở sau nó chỉ là căn N thôi, không cùng bậc. Thì bài này tương tự, chúng ta chỉ rút là xong. Các bạn thử ha. Chúng ta qua một câu trắc nghiệm, ví dụ câu số 13. Chúng ta có thể dừng video, chúng ta làm và chúng ta xem thử đáp án là bao nhiêu, A, B, C hay là D. Chúng ta bắt đầu giải quyết câu số 13. Ở phần giới hạn này thì thầy đã nói chúng ta gần như chúng ta chỉ sử dụng hai phương pháp chính, thứ nhất là rút và thứ hai là liên hợp. Như vậy đầu tiên chúng ta coi thử là bài này chúng ta có phải là liên hợp hay không. Nếu không liên hợp thì chúng ta chỉ việc là rút là gần như là chúng ta sẽ giải quyết được bài toán. Đầu tiên, nếu chúng ta đưa N vào trong căn thì là N bình nhân tiếp cho N này, thì bậc cao nhất ở trong căn là bậc 3. Như vậy ở đây là 2N mũ 3. Phía sau cũng là N mũ 3 nhưng mà hệ số trước nó chỉ là 1. Rõ ràng tuy là dạng vô cùng trừ vô cùng nhưng nó không cùng hệ số. Thì bài này chúng ta chỉ việc rút ra là xong. Và thầy có thể xử lý như sau. Thầy sẽ rút tiếp N ra ở đây, tức là N căn N. Phía sau này còn lại là
căn 2 cộng cho 3 chia n trừ. Ở đây thầy cũng rút là n mũ 3 ra khỏi khỏi căn thì nó là được là n căn n. N căn n kết hợp với n căn n trước chúng ta đặt nhân tử chung ra ngoài thì phía sau chỉ còn lại là căn 1 trừ 2 chia cho n cộng 2017 chia cho n mũ 3. Ở phía dưới mẫu n mũ 3 thầy đưa ra khỏi căn là n căn n, còn lại là căn bậc 2 của 9 cộng 3 chia cho n bình. Thì tới đây n căn n chia n căn n là chúng ta rút gọn đi. Thì rõ ràng khi n tiến tới dương vô cùng thì đáp số của chúng ta nó sẽ còn lại là căn 2 trừ 1 chia cho căn bậc 2 của 9 tức là chia cho 3. Thì trong 4 cái đáp án ABCD thì đương nhiên A không phải, B không phải, C không phải thì đó là đáp án D. Nhưng vì sao đáp án D này nó khác đáp án D này? Thì thực chất ở đây người ta nhân tiếp cho căn 2 cộng 1 thì khi đó nó sẽ được cái như thế này. Ngoài ra chúng ta có thể lấy máy tính, chúng ta bấm căn 2 trừ 1 chia 3 so sánh với 1 chia cho 3 nhân cho căn 2 cộng 1 thì rõ ràng hai đáp án nó bằng nhau hoàn toàn. Ở đây người ta đã nhân liên hợp và được kết quả như thế này. Thì đó chính là đáp án D. Chúng ta bắt đầu rồi các câu tiếp theo. Và những câu này nó sẽ làm cơ sở để khi chúng ta chuyển qua trắc nghiệm chúng ta xử lý nhanh hơn. Chúng ta tiếp tục câu số 14. Đầu tiên chúng ta đi vào nhận dạng vô cùng trừ vô cùng cùng bậc cùng hệ số. Như vậy câu 14a này chúng ta nhân liên hợp. Câu 14b chúng ta là thấy là cùng bậc cùng hệ số nhân liên hợp. Câu 14c chúng ta nhân liên hợp theo kiểu bậc 3. Tương tự d e. Câu 14 này tất cả những bài này chúng ta đều tiến hành chúng ta nhân liên hợp. Chúng ta bắt đầu thầy chỉ làm mẫu khoảng 3 câu, còn các câu còn lại thì chúng ta sẽ tự giải quyết. Đầu tiên thầy đi vào câu A. Đây là A trừ B, chúng ta sẽ nhân cho A cộng B. Chúng ta nhân cho biểu thức nào thì chúng ta sẽ chia cho đúng biểu thức đó. Ở trên A trừ B nhân A cộng B thầy áp dụng hẳn thức tại chúng ta bình phương lên luôn, tức là n bình cộng 2n trừ 1 chúng ta trừ cho phía sau, trừ cho tất cả phía sau thì chúng ta phải đổi dấu tất cả, tức là trừ n bình trừ 1. N bình trừ N bình hết, trừ 1 trừ 1
là trừ 2. À, ở đây ta nói là nhân cho cộng. Tới đây chúng ta chỉ việc rút n ra ngoài, rút n ra ngoài, phía dưới tương tự rút n ra ngoài, thì chúng ta sẽ được kết quả. Trên tử nó sẽ còn lại là 2, dưới mẫu sẽ là căn 1 cộng cho căn 1. Như vậy bài này đáp số của chúng ta nó sẽ bằng bằng 1. Cái việc rút thì các bạn có thể là xem lại hai video đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về cách chúng ta rút n ra ngoài như thế nào. Chúng ta qua câu B. Ở đây ngoài cái việc trừ n thì nó còn dính thêm số 1 như thế này, thì chúng ta có hai kiểu để xử lý. Một là chúng ta chỉ xử lý cần xử lý như thế này thôi, bỏ số 1 đây ra ngoài. Hai là chúng ta sẽ xử lý chung luôn. Ví dụ bây giờ thầy sẽ xử lý chung, đương nhiên xử lý chung nó sẽ rườm rà hơn là chúng ta bỏ số 1 ra ngoài. Chúng ta bắt đầu như sau. Ở đây nên chúng ta nên phân biệt là a trừ b hay là biểu thức đầu tiên nó chính là a cộng b. Nếu biểu thức đầu a trừ b thì a nó chính là căn, còn b nó chính là n trừ 1. Nếu chúng ta xử lý như thế này thì nó sẽ bằng liên. Chúng ta sẽ nhân cho a cộng b tức là căn n bình cộng 2n cộng 3 cộng n trừ 1. Ở trên tử chúng ta a trừ b, a cộng b là a bình trừ b bình, n bình cộng 2n cộng 3. Chúng ta trừ tiếp, nếu chưa quen thì chúng ta cứ khai triển ra là trừ n bình cộng trừ 2n cộng 1. Khi chúng ta đã quen rồi thì ở đây chúng ta phá dấu trừ luôn, thì là trừ n bình cộng 2n trừ 1 bằng. N bình, rút gọn N bình. Hai n tổng cộng nó là 4n, 3 trừ 1 là 2. Tới đây thì chúng ta sẽ rút ra và chúng ta sẽ được đáp số. Trên tử nó sẽ còn lại 4 và dưới mẫu ở đây nó sẽ là căn 1 tức là 1 cộng cho 1, thì đáp số bài này nó sẽ bằng 2. Câu C đó là nhân liên hợp bậc 3, và tương tự câu D, câu E. Và thầy chỉ làm mẫu một câu C thôi, đề E chúng ta tự điền liệm. Ở đây là A trừ B, thì chúng ta sẽ nhân cho biểu thức gì, chúng ta sẽ chia biểu thức đó. Chúng ta sẽ chia cho A bình cộng AB cộng cho B bình. A bình tức là n cộng cộng 1 bình.
cộng AB căn 1 3 nhân căn 1 3 thì nó là n cộng 1 nhân cho n. Cộng cho b bình tức là n bình. Trên tử đó là a mũ 3 trừ b mũ 3. Như vậy còn lại n cộng 1 trừ n. Nên đã hết. Trên tử còn là số 1. Nếu bây giờ chúng ta làm từ luận thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rút n bình ra khỏi căn 1 3. Thầy chỉ rút thử một cái cho chúng ta xem thôi. Thì ở đây nó là n bình. Ở đây chúng ta giữ lại căn 1 3. Thì cái cụm phía trong nó sẽ còn lại là căn 1 3 của 1 cộng 1 chia n bình. Tương tự với những cái đằng sau. Ở đây thầy không chúng ta cũng có thể là khai chuyển hạng thức ra sau đó chúng ta rút, nhưng mà ở đây thầy rút cụ thể chúng ta rút n ra ngoài như thế này. Nhưng mà nếu bài này chúng ta làm về trắc nghiệm thì ra đây chúng ta thấy ngay bậc tử nó bé hơn bậc mẫu, mẫu nó còn n, như vậy rõ ràng đáp số chúng ta nó sẽ bằng bằng không. Tương tự đối với câu D và câu E chúng ta tự xử lý. Trước khi đi vào hai bài tập còn lại là câu 15 và câu 16 thì chúng ta sẽ thư giãn trong ít phút. Các bạn có thể là click vào nút đăng ký kênh YouTube Toán cấp 3 để nhận những video mới nhất từ tác giả. Hoặc là chúng ta có thể là truy cập vào kênh để chúng ta xem thêm những video phù hợp. Những video này hoàn toàn phù hợp để chúng ta ôn tập tốt nghiệp vào năm 12. Ví dụ như nhận thức Newton như hạn, hay là các bài toán về xác suất. Nếu bạn nào chưa xem hai video đầu tiên về giới hạn thì có thể click để xem lại. Ví dụ bài số 2 này là thầy nói là giải nhanh giới hạn dãy số để chúng ta phục vụ cho việc chúng ta làm trắc nghiệm. Và chúng ta cũng đừng quên click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Chúng ta xem video, chúng ta có thể là bình luận bên dưới video về những vấn đề mình chưa rõ hoặc là cần theo đuổi. Chúng ta chuẩn bị quay lại câu 15 và câu 16. Các bạn có thể bấm dừng video, tự làm và sau đó chúng ta coi bài giải so sánh xem thử như thế nào. Và thầy cũng lưu ý là câu 15, 16 này chúng ta cũng phải là nhận dạng trước khi chúng ta làm. Thầy không có nói những câu, tất cả những câu này đều là nhân hợp. Có những câu chúng ta chỉ cần rút ra là xong. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu câu 15A. Nhân dạng trên tử vô cùng trừ vô cùng cùng bậc cùng hệ số giữ mẫu vô cùng trừ vô cùng cùng bậc cùng hệ số. Như vậy nếu chúng ta rút ra thì trên tử nó sẽ là vô cùng nhân không, và cụ thể nó là n nhân không.
ở dưới mẫu nếu chúng ta rút ra thì nó cũng là n nhân không, thì khi đó chúng ta không có xử lý được, thì câu này chúng ta sẽ nhân liên hợp. Chúng ta nhân liên hợp nhanh như sau. Chúng ta nhân liên hợp cả tử lẫn mẫu. Thì đầu tiên thầy xử lý trên tử trước. Trên tử nó sẽ là n bên cộng 1 trừ n bên. Chia cho căn n bên cộng 1 cộng n. Đây chính là nhân liên hợp ở trên tử. Bây giờ nhân liên hợp với mẫu thì chúng ta được cái gì? Chúng ta sẽ được n bình cộng n cộng 2 trừ cho tất cả phía sau, như vậy đổi dấu tất cả là trừ n bình cộng 3n trừ 1. Nhân liên hợp với mẫu thì khi đó chúng ta phải để thêm tử, tức là căn. Bây giờ chúng ta rút gọn. N bình. Đó, chỉ còn lại là số 1. Ở dưới này n bình trừ n bình hết. N 3n là 4n, 2 trừ 1 là 1. Như vậy ở dưới mẫu còn lại là 4n cộng 1. Bây giờ chúng ta có thể thoải mái chúng ta rút n ra ngoài. Và nếu bạn nào đã quen thuộc thì chúng ta sẽ biết được ngay đáp số bài này nó là bao nhiêu. Thầy sẽ dừng 5 giây cho chúng ta suy nghĩ xem thử bài này đáp số nó là bao nhiêu. Bây giờ thầy bắt đầu phân tích để khi chúng ta làm theo trắc nghiệm thì chúng ta cần cái sự nhanh chóng. Với phía trước giới hạn nó là số 0. Với phía sau ở đây là n, ở đây là n, tức là 2n chia cho 4n. Như vậy giới hạn phía sau nó là 1/2, giới hạn trước là 0, thì đáp số bài này là 0. Thì trước khi qua câu 15b, thầy lưu ý một điều. Những bài này chúng ta đang làm bằng tay thông thường, chứ chúng ta chưa sử dụng đến Casio. Thì những video phía sau này thầy sẽ giới thiệu lại Casio trong việc tính giới hạn. Đương nhiên nó sẽ có những điểm mạnh là tốc độ, nhưng bên cạnh đó nó sẽ có những điểm yếu, và không phải bài nào chúng ta sử dụng Casio nó cũng ra đáp số chính xác cho chúng ta. Đôi khi do hạn chế của máy tính nó làm cho cái kết quả của chúng ta nó thay đổi. Nên những bài đầu thầy sẽ làm bằng tay thông thường, chưa đề cập đến Casio. Câu 15b. Đầu tiên, chúng ta nên nhận dạng trước. Trên tử vô cùng trừ vô cùng, dưới mẫu vô cùng trừ vô cùng. Nhưng trên tử nó là nếu chúng ta rút ra nó sẽ được là n nhân cho 0. Ở dưới mẫu chúng ta rút ra, dưới mẫu đây cùng bậc nhưng mà không cùng hệ số. Nếu chúng ta rút ra thì được là n nhân cho mở ngoặc 1 trừ 2. Như vậy rõ ràng n nhân số. Khi chúng ta quen thì bài này chúng ta vẫn có thể nhẩm được kết quả. Nhưng bây giờ thầy sẽ làm cho chúng ta xem. Thầy nói lại cái ý.
trên tử á, nó là N. Ở dưới mẫu á, nó là N trừ 2N, N. Thì rõ ràng ở đây chúng ta có thể là rút N, nếu rút ra N ra thì khi nãy chúng ta gặp cái tình trạng là N nhân nhân 0. Ở dưới mẫu khi chúng ta rút N ra thì chúng ta nhân N nhân cho trừ trừ 1. N, N chúng ta triệt tiêu thì bài này đáp số nó là số 0. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta làm bài này rút. Một cộng một chia n, dưới mẫu rút. N, chúng ta rút gọn hết. Trên tử không, dưới mẫu là trừ 1, đáp số là 0. Chúng ta giải quyết xong câu số 15B. Câu 16 là vừa có căn bậc 2, vừa có căn bậc 3. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì nó cũng không có gì là phức tạp lắm. Chúng ta cũng nhận dạng trước. Ở phía trước này là bậc 1, phía sau này là bậc 1, cùng bậc và cùng hệ số. Bài này chúng ta cũng phải nhân liên hợp, nhưng đương nhiên nhân bậc 2, bậc 3 chúng ta không thể kết hợp với nhau. Thì chúng ta có thể xử lý như sau. Chúng ta chỉ việc trừ n cộng n, thì khi đó chúng ta sẽ kết hợp cái nửa nửa trước lại, chúng ta kết hợp nửa sau lại là xong. Thầy sẽ làm thử một câu, và câu 16B cũng như là 16C chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta quyết định làm. Nhân liên hợp nửa đầu chúng ta sẽ được n bình cộng n cộng 1 trừ n bình ở dưới mẫu. Căn cộng nửa sau n u3 trừ n mũ 3 trừ 1 dưới mẫu. N bình cộng n nửa trước chúng ta nhân theo kiểu bậc 2 và nửa sau thì chúng ta nhân cho theo kiểu bậc 3, tức là a trừ b nhân cho a bình cộng cái tích cộng cho b bình. Bây giờ chúng ta bắt đầu. N bình hết. Còn lại n cộng 1 chia cho biểu thức này. Phía sau n của 3 hết. Còn là trừ 1 chia cho biểu thức này. Tới đây thì chúng ta sẽ rút ra và sẽ được đáp số. Ở đây nếu trắc nghiệm thì chúng ta để ý bậc tử nó bằng bậc mẫu như thế này,
thì rõ ràng ở đây nó sẽ là 1 chia cho căn 1 cộng 1 là 2. Phía sau trừ 1 chia cho biểu thức này thì nó là 0. Thì đáp số bài này là 1/2. Bài 16B, bài 16C nó cũng là khá thú vị. Thì chúng ta nên suy nghĩ kỹ, xem thử rút hay là liên hợp. Và hai bài tập này ta sẽ sửa ở video tiếp theo.